Vâng, hiện tại đang là 11 giờ trưa ngày 27 tháng 7 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Tám. Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình là full hoàn thiện một bộ cửa võng cho khách hàng tại Yên Lập. Ở trên màn hình đây quý vị, đây là bộ cửa võng đây. Cửa võng mai hóa, mai điểu. Cửa võng này thì bằng chất liệu gỗ mita, 100% chất liệu gỗ mita. Chúng tôi đã vừa đánh cái giáp xong rồi, bây giờ đang chuẩn bị để phun sơn. Đây, phía đây là anh thợ sơn là đang phun hai phần vào gót đây, hai phần leo dưới của bộ cửa võng này. Đây còn một chiếc leo dưới nữa này. Thì hàng là nguyên liệu 100% là chất liệu gỗ mita và được buộc chạm rất là tinh xảo. Đây quý vị có nhìn thấy những cái chú chim này được buộc chạm mà rất là sắc nét và tinh tế luôn, rất là có hồn. Đây là có những cái phần quý vị có thấy là những cái phần đầu của chúng tôi chưa đắp lên, chúng tôi tháo rời ra để hoàn thiện đấy. Đường nét đục chạm rất là sắc nét và kênh bong, quý vị có thể thấy đấy là kênh bong này. Đây tôi sẽ mở ra cho mình ở đấy, rất là kênh bong luôn, kênh bong và sắc nét luôn. Đây đấy, những cái cành hoa này kênh hẳn lên luôn. Thì bộ này chúng tôi hoàn thiện cho khách hàng là bán nhị tại thị trấn Yên Lập, Phú Thọ. Phía giữa này được chạm một cái bông hoa hồng rất là đẹp đây, rất là kinh bồng luôn. Bên này cũng như vậy. Đây là có một cái đầu hổ phù nữa ở chỗ này thì chúng tôi chưa gắn vào. Đó, đây là tổng thể của chiếc cửa võng đây. Bây giờ tôi sẽ quay video phần mọc để cho quý vị tham khảo, và là khi hoàn thiện lên thì tôi sẽ quay vào một video khác, video hoàn thiện lên cho khách hàng có thể xem và tham khảo. Mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Thùng Tám, có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 806. Rất là sắc nét và tinh xảo luôn. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.